Dược sĩ ơi, có thể giải thích rõ hơn về omega 3 krill được không? Đây nó không chỉ là một cái nguồn nó cung cấp omega 3 dồi dào và nó cũng là một cái nguồn mà cung cấp DHA và EPA. Nó là người hùng, nó không, nó thiếu cho cái trái tim và cái bộ não của chúng ta. Mà điểm khác biệt độc đáo nữa là gì? Nó không giống như những cái loại dầu cá thông thường. Thì cái dầu cá omega 3 krill này nè, nó siêu chiến binh, những cái chiến binh như là astaxanthin, nó giúp cho chúng ta chống lại oxy hóa và giữ cho cái dầu chúng ta ổn định và nó bền vững hơn. Và nó còn nhiều cái lợi ích khác nữa. Thứ nhất là nó sẽ bảo vệ tim mạch của chúng ta. Thì trong một cái viên omega 3 krill này nè, nó sẽ giúp cho chúng ta giảm được cái tình trạng mỡ trong máu, kể cả là mỡ trong máu xấu luôn, và nó giúp cho chúng ta tăng được cái mỡ trong máu tốt. Và điều này nó đồng nghĩa với một cái trái tim khỏe, nó sẽ giảm nguy cơ mắc về những cái căn bệnh về tim mạch. Thứ hai, nó hỗ trợ cái bệnh khớp. Khi mà cô bác anh chị bị viêm khớp thì omega 3 krill nó cũng có thể, nó giúp giảm viêm và nó giảm đau và nó gì, nó tăng cường cái sự linh hoạt của cái khớp chúng ta lên. Và thứ ba là cái omega 3 krill này nó giúp cho chúng ta nâng cao trí nhớ và cái chức năng về não. Đặc biệt là quan trọng nữa là gì, những người mà cao tuổi, omega 3 krill nó có thể giúp cho chúng ta tăng cường trí nhớ và với một cái chức năng là nhận thức nó sẽ tốt hơn. Cái việc mà chúng ta sử dụng cái dầu cá omega 3 krill thì chúng ta nên thực hiện theo sự hướng dẫn của dược sĩ cũng như là bác sĩ và đảm bảo an toàn, hiệu quả và tối ưu trong cái vấn đề mà mình sử dụng omega 3 krill.